Tại sao công luận lại ném đá dữ dội đối với dự thảo luật về hội, từng được người dân chờ đợi hơn 60 năm qua? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập đã tự giải thể từ Hà Nội, nhận định. Cái luật này theo cái dự thảo cuối cùng ngày 10 tháng 10 năm nay mà đang Quốc hội đang bàn thảo đấy, thực ra là một cái luật để kiểm soát các hội hơn là một cái luật tạo điều kiện cho người dân thực thi quyền lập hội của mình theo đúng tinh thần của hiến pháp. Đấy là cái điểm quan trọng nhất mà nó được thể hiện ở thứ nhất là muốn thành lập một cái hội thì phải có một cái ban vận động, mà cái ban vận động đấy thì phải được cơ quan nhà nước người ta chuẩn y, tức là người ta nắm đằng chui là người ta thích ai thì người ta cho người đấy, còn không thì thôi. Rồi cái quy định không liên kết với các cái hội nước ngoài, không nhận tiền tài trợ nước ngoài, vân vân và vân vân, tức là một số những cái điều mà thực sự là nó cản trở quyền lập hội của người dân. Trước đó tại buổi tọa đàm xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chính sách VEPA tổ chức hôm 21 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã mô tả bản dự thảo luật về hội là một bước lùi rõ rệt. Theo tin ghi nhận tại chỗ, bà Phạm Chi Lan chỉ ra khoản 5 điều 8 dự thảo luật về hội, quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải do chính phủ quy định. Điều khá ngạc nhiên là theo quy định hiện hành, chính phủ vẫn cho phép hội được thực hiện những điều mà dự thảo luật xem là hành vi bị cấm. Nhận định về vấn đề dự luật về hội cấm tổ chức liên kết với các hội nước ngoài và cấm nhận tài trợ từ nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu. Tôi nghĩ là có thể là mất cái khoản đó, và cái đấy là rất là vô cùng thiệt thòi cho các cái tổ chức hội được đăng ký. Và cái đấy nó sẽ làm què quặt những cái hội mà đằng nào cũng bị nhà nước kiểm soát như từ trước đến nay. Và tôi nghĩ rằng đối với các hội hay là các tổ chức xã hội dân sự mà độc lập, tức là không có đăng ký, thì với cái tinh thần là những tổ chức đó có thể bất tuân những luật vi phạm hiến pháp. Tôi nói thí dụ như nếu cái luật hội này được Quốc hội thông qua thì là cái luật đó là cái luật có thể được coi là vi hiến, và đã là vi hiến thì người dân không có nghĩa vụ phải tuân theo. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 25 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực luật sư nhân quyền ở Sài Gòn cho rằng, trong một thời gian dài, dự thảo luật về hội đã tập trung nhiều luồng ý kiến phản biện. Một phía mong muốn bộ luật sẽ cởi mở để người dân thực hiện quyền tự do lập hội, phía khác lại đi theo hướng kiểm soát chặt chẽ một quyền cơ bản của người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận trình bày quan điểm của ông về quyền tự do lập hội. Ông nói: bộ rồi về hiện giờ cả hai loại ý kiến, thì tôi ủng hộ ý kiến là cái việc lập hội đó, là muốn lập hội được cứ đăng ký thì lập, chứ không cần phải xin phép, xin tất cả cả, và cũng không cần ai phê chuẩn thì ban chấp hành cái người đứng đầu hội cả, và cũng không cần phê chuẩn cái điều lệ. Nhưng mà trong cái luật đông quy định là những điều lệ đó là không được xâm phạm đến quốc gia, thì mình sao cũng có cái, nhưng mà cái quy định rất là cụ thể ra ngoài. Tôi ủng hộ chứ là nên đăng ký lập và báo cho người ta biết thôi, chứ không phải đi xin phép. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, dự thảo luật về hội quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài là không hợp lý, bởi vì rất nhiều hội nhờ được nước ngoài tài trợ mà có thể tổ chức những cuộc hội thảo quan trọng như hội thảo về Biển Đông chẳng hạn. Luật sư Trần Quốc Thuận còn đề cập tới việc dự thảo luật về hội không chi phối một số hội do chính quyền thành lập vì nhóm này đã có luật riêng. Ông nói: luật về hội kỳ này đó, thì người ta đặt vấn đề là không được điều chỉnh, và phía sau
với tổ chức dân chính trị xã hội mà đã có luật quy định rồi. Trong đó có Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ. Và sau cái tổ chức đó thì không điều chỉnh bao giờ được mà. Thì cũng phải riêng qua rằng có lẽ cũng nên đưa các tổ chức đó bình đẳng với các tổ chức mọi thành phần. Nhưng mà cái việc đó cũng rất là khó. Vì các cái tổ chức hiện đã có luật riêng rồi, hoặc họ thông qua rồi. Còn cái việc mà để trở lại đó, thì tôi cho rằng có một câu hỏi mà gần 90% là đáng đưa. Vì cái để lại, để theo những chứng nghị của những cái tổ chức dân sự, thì khi khả năng mà bạn thay đổi cái gì thì khả năng đó tôi cảm giác là hoàn toàn không có thể thực hiện được. Tại phiên họp Quốc hội ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xin hoãn thông qua luật về hội trong kỳ họp thứ hai hiện nay để ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Ông Bộ trưởng cho biết, dự luật có 33 điều thì các đại biểu đã có ý kiến tới 32 điều, chỉ trừ điều 33 là điều khoản hiệu lực thi hành. Sự kiện này cho thấy ngay chính các đại biểu cũng nhìn thấy những bước giật lùi và sự bất cập của một bộ luật về quyền cơ bản của công dân trong thời đại hội nhập. Ngay chính tạp chí Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền lý luận của Đảng, trong bản tin trên mạng ngày 14 tháng 10, 2016, còn dẫn lời các học giả chuyên gia cho rằng dự thảo luật về hội còn nhiều điểm sai lệch cần tháo gỡ, bởi vì có những bó hẹp về quan điểm, cách nhìn nhận, chưa hướng mạnh mẽ đến bảo đảm quyền lập hội, mà dường như chỉ chú trọng đến công việc quản lý nhà nước chặt chẽ hơn đối với hội. Bản tin này có thể đã bị gỡ xuống khỏi trang mạng của tạp chí Tuyên giáo và hiện nay không còn tìm thấy. Tin tức trên báo chí Việt Nam hôm 25 tháng 10 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị Quốc hội lùi thời hạn thông qua dự thảo luật về hội. Trong vài tuần gần đây, đã có một cuộc vận động trên mạng của các nhà hoạt động xã hội và luật sư đề nghị Quốc hội không thông qua dự luật. Họ nói với nội dung như hiện nay, dự luật mang tính chất cấm đoán nhiều hơn là bảo đảm quyền tự do hội họp của người dân. Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu theo chiều hướng tốt. Cái đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ là rất là thích đáng. Vì không thông qua được lần này, tất nhiên là có tích cực là vì nếu thông qua được cái luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền của luật hội. Nhưng nếu không thông qua cũng là một cái bằng chứng rằng là Quốc hội và chính quyền đang nợ người dân rất nhiều về những cái luật liên quan đến quyền tự do của người dân mà đã được kiểm soát. Cách đây 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội Việt Nam nhưng rồi đã bị xếp lại. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật, dự thảo đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Các nhà hoạt động đánh giá rằng mặc dù bản dự thảo đó còn có nhiều bất cập, nhưng nó đi theo hướng tiến bộ ở chỗ thừa nhận sự hợp tác của các hội không đăng ký, có các quy định thông thoáng về tài chính của hội, về các tổ chức phi chính phủ quốc tế và về quyền của người nước ngoài bên cạnh một số vấn đề khác. Tuy nhiên, theo thông tin chưa được kiểm chứng của một số nhà hoạt động và luật sư, do có sự can thiệp của một cơ quan chưa rõ là cơ quan nào, nên bản dự thảo mới nhất vào ngày 10 tháng 10 đã bỏ đi hầu hết những nội dung tiến bộ, biến thành nội dung siết hội. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 10, nhiều cử tri và đại diện các hội ở Việt Nam đã đưa ra kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự luật về hội. Họ phản đối những điều khoản có tính chất hạn chế, bao gồm việc hội phải được nhà chức trách cấp giấy phép và công nhận người đứng đầu. Bên cạnh đó, hội không được liên kết gia nhập các hội nước ngoài, không được nhận tài trợ nước ngoài. Dường như sức ép xã hội từ kiến nghị trên mạng cũng như ý kiến không đồng tình với dự luật từ chính một số đại biểu Quốc hội đã dẫn đến việc Bộ trưởng Nội vụ vừa đề nghị hoãn thông qua dự luật, góp ý để bản dự thảo tiếp theo sẽ bảo đảm được quyền tự do lập hội của công dân, luật sư Hải nêu ý kiến. Thứ nhất là phải đưa những quyền giữa hội đăng ký và không đăng ký. Tách biệt hội đăng ký là do có nhu cầu là những pháp nhân, còn hội không đăng ký là không có nhu cầu những pháp nhân. Đấy cũng là quyền lựa chọn lập hội của người dân. Thứ hai, thủ tục lập hội mà có phát sinh cũng phải đơn giản, công bằng và đặc biệt là cũng không nên có sự can thiệp đến quyền vào cái việc đó. Và thứ ba nữa là bỏ ngay cái việc mà cấm các tổ chức hội là liên kết với nước ngoài, nhận tài trợ từ nước ngoài. Đây là những điều là trái với sự hội nhập quốc tế và cũng là bất khả thi trong tình trạng hiện nay.
Lúc này, công chúng và những người lập kiến nghị hoãn thông qua dự luật hy vọng rằng sẽ có bản dự thảo mới, phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là Điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết theo chuẩn mực Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Trong mấy ngày qua, miền Trung Việt Nam rơi vào cảnh tang tóc bi thương. Ngày 14 tháng 10, áp thấp nhiệt đới thổi vào miền Trung từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, gây mưa lũ nhấn chìm làng mạc, trường học, phá hủy cầu cống, đường xá, cướp đi ít nhất 24 mạng người, 9 người mất tích, tổng số nhà hiện bị còn ngập, 100.383 căn nhà, 1.598 hecta lúa bị ngập, 9.143 hecta hoa màu bị ngập. Mặc dù trong ngày 14 tháng 10, tình hình mưa lũ ở miền Trung được dự báo là có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Thế nhưng, thay vì đình hoãn mọi hoạt động thường nhật khác để theo dõi diễn biến mưa lũ, thì ngược lại, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai mạc Festival Áo Dài Hà Nội năm 2016 với chủ đề Tinh Hoa Áo Dài Việt Nam, diễn ra tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Hình ảnh bà Ngân mặc áo dài khoe dáng chụp hình với miệng cười, mắt híp vì hãnh diện trong ánh sáng đèn màu rực rỡ, thì cũng thời điểm đó, người dân trong vùng lũ lụt với đôi mắt thất thần, bàng hoàng, kinh hãi lần mò trong đêm tối để tìm cách trèo lên nóc nhà, mong bảo toàn mạng sống. Tài sản của người dân chắt chiu dành dụm đã mất trắng, hoa màu, ruộng vườn, trâu bò bị cuốn trôi hoặc nằm dưới lòng nước, lũ. Người dân bỗng nhớ lại lời thề thốt của bà Ngân trong ngày bà nhận chức Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam là hết lòng phục vụ nhân dân. Nhưng người dân đã thấy được con người thật của bà Chủ tịch Quốc hội, cho nên câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu, không thần kinh thì cũng khốn nạn, xứng đáng hơn nhiều để dành tặng cho các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Rồi lính lác của bà Ngân cũng không hề kém cạnh trong cung cách phục vụ nhân dân, lợi dụng lúc mưa to, gió lớn, Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ 4, điều hành nhà máy Thủy điện Hố Hô ngày 14 tháng 10 đã xả lũ xuống đầu dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ 4, tuyên bố nhà máy đã xả lũ đúng quy trình, thiên tai hợp với nhân tai, làm 6 người chết, 1 người mất tích. 108 xã, phường với hơn 30.000 hộ dân bị ngập, có nơi ngập sâu 2-3 mét. Trước đó ngày 1 tháng 10 tại thị xã Hoàng Mai, công ty thủy lợi Bắc Nghệ An của nhà nước đã mở 5 cửa xả tại hồ chứa nước Vực Mẫu, làm 20.000 ngôi nhà bị ngập. Sau khi dư luận và người dân lên tiếng về việc xả lũ gây thiệt hại cho dân, thì Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận công ty thủy lợi Bắc Nghệ An đã vận hành đúng quy trình xả lũ và đây là phương án tối ưu. Thật ra là họ chỉ xảo ngôn, ngụy biện để chạy tội và lấp liếm tội ác mà họ gây ra cho đất nước và dân tộc. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, ngày 14 tháng 10 năm 2016, người đứng đầu băng đảng là Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đảng viên là nguy hiểm khôn lường. Dựa vào mớ lý luận lỗi thời lạc điệu với thế giới văn minh, ông giáo làng Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, vực lại cơ chế, chính sách thối rữa và mục nát của đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội. Ông Trọng và đảng của ông cố nhét nhân dân cùng đứng chung với những con rối của đảng như mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Tổng Liên đoàn Lao động, vân vân. Trong chế độ Cộng sản Việt Nam, từ trước đến nay, nhân dân đâu có vai trò gì vì đã có đảng và nhà nước lo rồi. Người dân chỉ ngoan ngoãn đóng thuế cho đảng ăn chơi, ăn chặn và ăn không từ một thứ gì của dân, như lời bà Phó Đoan đã thừa nhận. Những ngày dân miền Trung đang chịu cảnh bão lũ nghiêm trọng, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục họp. Bà Chủ tịch Quốc hội đi khoe thời trang áo dài, Chủ tịch nước thì im hơi lặng tiếng, còn ông Thủ tướng thì không kịp thời đưa ra một phương án hỗ trợ cứu đói, cứu nạn khẩn cấp nào cho đồng bào miền Trung. Trong khi đó, cộng đồng mạng xã hội, các nhà hoạt động dân chủ, MC truyền hình, v.v. đã bắt tay ngay vào việc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp
và đưa thực phẩm, thuốc men đến những vùng bị ngập nặng, bị chia cắt để đồng bào bớt bị cái đói, cái lạnh hành hạ. Ấy vậy mà Đảng và Nhà nước không thấy được cái nhục trong điều hành, yếu kém xử lý tình huống khẩn cấp, lại còn ra lệnh cho báo chí lề Đảng đăng bài nói xấu cá nhân và những hội nhóm dân sự không chịu sự quản lý, kiểm duyệt của Đảng với một tâm địa hằn học, ghen tức. Điều đó cho thấy mức độ mất nhân tính, vô đạo đức trong guồng máy Đảng và Nhà nước đã đạt đến mức chuyên nghiệp của nó. Chỉ cá nhân một MC truyền hình đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung trong một ngày đã nhận được 8 tỷ đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Trong lúc đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau 3 ngày kêu gọi quyên góp chỉ được 2 tỷ đồng. Điều này cho thấy những trò mị dân, lường gạt của Đảng đã mất tác dụng với người dân. Khi dân không còn tin nhà cầm quyền, thì chế độ đó sẽ phải bị đào thải. Chính vì thế mà quan chức Cộng sản Việt Nam hiện nay đang chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy, dù họ cũng biết rằng chạy đâu cho khỏi nắng. Thì cả yêu nước. Miền Nam. Phan Huy, chàng bộ đội Cụ Hồ, trước đây đã phổ biến bài thơ Tôi bỏ Đảng, làm nhiều người nức lòng đến nghẹn ngào cảm mến. Hôm nay, Phan Huy lại cho độc giả Nam Châu thưởng thức bài thơ Cảm tạ miền Nam, để tiếp tục bày tỏ nỗi niềm nuối tiếc và thống hối của một người đã đem tuổi trẻ dâng hiến cho chế độ Cộng sản. Nay thức tỉnh, biết mình bị lừa và quyết đứng lên tranh đấu cho công lý, sự thật và tự do dân chủ của dân Việt. Đã từ lâu tôi có điều muốn nói. Mở đầu bài thơ, Phan Huy đã thổ lộ nỗi lòng thầm kín anh đã ấp ủ từ lâu. Nghĩa là từ ngày anh cầm súng theo đoàn quân Bắc Việt vào xâm lăng miền Nam. Có lẽ khi vào tới miền Nam năm 1975, anh đã thức tỉnh ngay và biết mình bị lừa. Nhưng anh chưa dám mở miệng nói lên sự thật của lòng mình. Anh cảm thấy có lỗi vì sự im lặng kéo dài đó mãi tận hôm nay. Với miền Nam, miền đất mới thân quen, một lời cảm ơn tha thiết chân tình của miền Bắc xứ ngàn năm văn vật. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, nỗi say sức trước hiện thực càng ngày càng bi đát do Cộng sản tạo nên cho dân tộc Việt Nam đã thúc đẩy anh phải mạnh dạn lên tiếng. Anh đã không thể chối bỏ sự thật về miền Nam đã bị tuyên truyền Cộng sản xuyên tạc, bóp méo. Đó là sự thật thần tiên của ấm no hạnh phúc đã bị bọn người tự mệnh danh là đoàn quân giải phóng cướp mất. Tôi còn nhớ sau cái ngày thống nhất, tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Phan Huy nhớ lại ngay từ lúc đặt chân vào miền Nam, anh đã từng ngạc nhiên, thán phục trước hiện thực miền Nam sinh động, trù phú và tự do dân chủ, hoàn toàn trái ngược với tuyên truyền láo khoét của Đảng và Nhà nước. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà Đảng bảo là bị lũ ngụy quyền, áp bức đọa đầy đói ăn khát uống. Từ ngạc nhiên, Phan Huy đã không cầm nổi nước mắt, nhìn cánh cửa tự do khép lại do bạo lực dối trá của kẻ xâm lăng mệnh danh là giải phóng. Anh đã khóc, khóc thật lớn, khóc vì giận Đảng Cộng sản nhẫn tâm lừa dối đồng bào, lừa dối thế giới. Mà anh cũng khóc cho sự mất mát lớn lao của dân tộc. Và hơn hết, anh đã khóc cho chính mình, một thời ngây thơ tin vào tuyên truyền Cộng sản phản bội dân tộc. Hẳn đó là những dòng nước mắt sám hối cay nồng. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước con người dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, giận Đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt. Khóc rồi giận, những dòng nước mắt căm hờn đó đã chảy thành lời trần tình.
phơi bày bộ mặt thật ác độc của Cộng sản sau những huyền thoại về chiêu bài lừa phỉnh. Cộng sản đã áp dụng chính sách tẩy não, nhồi sọ, bịt mắt, biến con người thành những con vẹt. Không những cán bộ đảng viên mà đa số người làm truyền thông cũng là những con vẹt nói theo đảng, nói cho đảng và nói cho mình để đổi lấy đặc quyền, đặc lợi. Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác đảng kính yêu. Xã hội sơ khai tẩy não một chiều, con người nói năng như là chim vẹt. Những con vẹt đó mở miệng ra là ca tụng đảng, ca tụng chế độ. Trước kia, Hữu Loan đã gọi bọn họ là lũ nịnh bợ, ngậm vòi đu đủ, trợn mắt phùng mang, thổi vào rốn cấp trên. Thì hôm nay, 60 năm sau, Phan Huy cũng mạnh dạn lột mặt nạ bọn nịnh hót bỉ ổi này. Mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng, chế độ ta ưu việt nhất hành tinh, đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lênin, tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản. Điểm đáng nói là càng nịnh bợ thì càng trơ trẽn lố bịch, bởi lẽ thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì bọn nịnh bợ nói ra, viết ra. Tiêu biểu là chế độ ưu việt đã bắt người cày thay trâu, coi con người như cỏ rác. Nếu cô giáo Lam đã lên án Cộng sản coi mạng sống con người thua cả cái bóng tay, thì Phan Huy cũng lên án Cộng sản coi con người như bèo dâu, như trâu ngựa. Khi nhân quyền đã trở thành giá trị phổ quát, khi nhân loại đã bước vào thời đại văn minh kỹ thuật tân tiến, làm chủ thiên nhiên, chinh phục không gian. 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thuộc lùi người kéo thay trâu. Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu, nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu. Càng căm hận chế độ bạo cường, phỉnh gạt, đầy đọa dân tộc, anh chàng bộ đội cụ Hồ lại càng tỏ ra biết ơn miền Nam. Nào là miền Nam đã mở mắt anh, giúp anh nhìn thấy ánh sáng văn minh, tự do, dân chủ. Nào là miền Nam đưa anh về với cội nguồn dân tộc. Cảm tạ miền Nam phá màn u tối, để tôi được nhìn ánh sáng văn minh, biết được nhân quyền tự do dân chủ mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối, đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của hùng vương, quốc tổ giống rồng tiên, chứ không là Các Mác và Lenin ngoại tộc. Miền Nam còn giúp anh mở rộng tầm nhìn, nhận thức nền văn minh khoa học tiến bộ của năm châu. Thay vì bịt mắt bưng tai vỗ ngực tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài người. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu. Mà trước đây tôi có biết gì đâu, ngoài Trung Quốc và Liên Xô vĩ đại. Nhất là miền Nam đã cho anh một ân huệ. Đó là cuộc chiến đấu can trường của quân dân miền Nam trong công cuộc bảo vệ tự do dân chủ, chống lại kẻ thù xâm lăng từ phương Bắc, trong đó có anh. Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ, chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành nhân. Biết nói gì hơn, mà có nói thêm cũng bằng thừa, vì Phan Huy đã nói quá đủ. Chính nghĩa miền Nam đã bị Cộng sản miền Bắc bắn nát, tự do dân chủ miền Nam đã bị con cháu bác giết chết, hạnh phúc dân miền Nam đã bị Cộng sản Hà Nội cướp mất. Tội về ai, công về ai, tất cả đã quá rõ như ban ngày. Chỉ còn mong có thêm nhiều Phan Huy, nhiều Nguyễn Đình Cống, nhiều Kim Chi và Bùi Minh Quốc thì dân Việt được nhờ biết mấy. Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn và Minh Nguyệt, tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp quý vị trong tiết mục thi ca yêu nước lần tới.